Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết chiều tối nay và ngày mai 12 tháng 12. Ngay sau đây sẽ là các tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Đêm nay, miền Bắc hứng mưa, vùng núi cục bộ mưa to. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh đáng lưu ý tuần tới, chiều cường vượt mức báo động 3. Cận cảnh lốc xoáy kinh hoàng ở Tennessee, Mỹ, hàng chục người thương vong. Mở đầu chương trình là những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết tại miền Bắc. Thưa quý vị, từ đêm nay 11 tháng 12, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ 2-3 độ. Từ ngày 17 tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng trời chuyển rét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11 đến 20 tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rông, vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa to. Từ ngày 17 tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng trời chuyển rét. Gió Bắc, Đông Bắc khiến trời bớt ẩm, tuy nhiên cũng không đến mức rất khô do thỉnh thoảng có mưa nhỏ vào buổi sáng, dù lượng mưa không nhiều. Từ đêm nay 11 tháng 12, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ 2-3 độ. Dự báo trong 2 ngày 12-13 tháng 12, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và mưa rông rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ 2-3 độ so với hôm nay. Tiết trời rét đậm này được dự báo kéo dài khoảng 3 ngày trước khi thời tiết có sự thay đổi, nhưng cũng sẽ không quay lại kiểu thời tiết nóng ẩm như hiện tại. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Dự báo hình thái thời tiết trên duy trì nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Trung. Khoảng 17 tháng 12, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh từ phương Bắc, miền Trung có thể đón một đợt mưa diện rộng. Tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho ba miền trong chiều tối nay và ngày mai 12 tháng 12. Tại Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác, đêm trời lạnh, trưa chiều hừng nắng, gió nhẹ. Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, ban ngày có mây, trời nắng nhẹ, nhiều nơi không mưa. Còn tại Nam Bộ, có mây, trời tạnh ráo, không mưa. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác, có nơi có dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội, chiều tối nay, trời không mưa, nhiều mây. Sang ngày mai, duy trì trời nhiều mây, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Thành phố Vinh, có mây vài nơi, đêm không mưa. Sang ngày mai, trời nắng cả ngày, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Thành phố Huế, trời quang mây, không mưa. Sang ngày mai duy trì thời tiết trời mát mẻ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Thành phố Đà Nẵng, chiều tối có mưa rông vài nơi, sang ngày mai trời nhiều mây, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối hạ nhiệt, vài nơi có mưa rông,
Sang ngày mai, trời nắng cả ngày, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Xin được tiếp tục với những tin tức về chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo dự báo, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh trong tuần này sẽ ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp nên hanh khô. Ngoài ra, mực nước ở vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ chiều cường đầu tháng 11 âm lịch trong những ngày tới. Đỉnh chiều có thể xuất hiện vào ngày 14 đến 15 tháng 12 ở mức sấp xỉ hoặc trên mức báo động 3 khoảng 0,05 m. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực Nam Bộ hôm nay 11 tháng 12 có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Nhận định xu hướng thời tiết khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tới, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay áp cao lạnh lục địa đang suy yếu, từ ngày 12 tháng 12 tăng cường yếu lệch đông trở lại, sau đó di chuyển nhanh ra phía đông và suy yếu. Đến khoảng 16 đến 17 tháng 12, có khả năng được tăng cường mạnh xuống Bắc Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, hoạt động ổn định. Đến khoảng ngày 16 đến 17 tháng 12, suy yếu rút dần ra phía đông. Nhiễu động gió đông tác động đến khu vực Nam Bộ trong khoảng 17 đến 19 tháng 12. Trên các vùng biển Nam Bộ, gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Dựa vào những hình thế thời tiết chính nêu trên, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh trong tuần ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô. Bên cạnh đó, cũng theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại hầu hết các trạm tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ chiều cường đầu tháng 11 âm lịch trong những ngày tới. Đỉnh chiều đợt này có thể xuất hiện ngày 14-15 tháng 12, tức từ ngày mùng 2-mùng 3 tháng 11 âm lịch. Tại trạm Phú An, sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè, sông Đồng Điền, đỉnh chiều sẽ ở khoảng 1,60 đến 1,65 m, sấp xỉ hoặc trên mức báo động 3 0,05 m. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều từ 4 đến 6 giờ và từ 17 đến 19 giờ. Ngoài ra, mực nước cao nhất trong ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh, rạch miền Tây Nam Bộ cũng lên theo kỳ chiều cường này. Dự báo đến 14 tháng 12, đỉnh chiều cao nhất tại trạm Cần Thơ sông Hậu và trạm Mỹ Thuận sông Tiền có khả năng đạt mức sấp xỉ hoặc cao hơn báo động 1 khoảng 0,05 m. Quý vị thân mến, tại bang Tennessee, Mỹ đã xuất hiện hai cơn lốc xoáy nguy hiểm, thổi bay nhiều nhà cửa, ô tô, quật ngã cây cối và đường dây điện. Không chỉ vậy, tại đây cũng ghi nhận hàng chục người thương vong. Theo đó, Văn phòng Thị trưởng quận Montgomery, bang Tennessee, Mỹ xác nhận vào tối ngày 9 tháng 12, sau khi một cơn lốc xoáy quét qua thành phố Clarksville, đã có ít nhất 3 trường hợp tử vong, gồm 2 người lớn, 1 trẻ em, 23 người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Trong khi Văn phòng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp thành phố Nashville cũng báo cáo thêm 3 trường hợp tử vong ở Madison và 13 người bị thương khi một nhà thờ bị sập. Các quan chức cảnh báo con số thương vong có thể thay đổi khi lực lượng khẩn cấp tiếp tục hoạt động tìm kiếm cứu hộ để giải cứu những người sống sót trong đêm. Tính đến 19 giờ 50 phút tối ngày 9 tháng 12, hơn 160.000 khách hàng trên khắp vùng Trung Tennessee mất điện, theo Điện lực Trung Tennessee. Các video và hình ảnh được truyền thông chia sẻ cho thấy bầu trời mịt mù, ô tô bị hất tung trên mái nhà, cây cối bị quật ngã và mảnh vỡ bị cuốn lên không trung. Thị trưởng các thành phố Nashville và Clarksville đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào tối ngày 9 tháng 12 và ban hành lệnh giới nghiêm vào lúc 21 giờ. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ NWS cho biết ít nhất 2 cơn lốc xoáy nguy hiểm đã xảy ra vào tối ngày 9 tháng 12, một ở quận Montgomery và một gần thị trấn Rutherford của quận Gibson. NWS đã đưa ra cảnh báo lốc xoáy cho nhiều khu vực trên khắp vùng Trung Tennessee vào chiều tối ngày 9 tháng 12, bao gồm Clarksville, một phần của Nashville, Madison, Hendersonville và Gallatin. Quý vị thân mến, như vậy nhìn chung thời tiết ở Bắc Bộ sẽ duy trì không lạnh, khá nóng vào trưa chiều, độ ẩm cao gần giống với mùa nồm. Tuy nhiên, về đêm và sáng sẽ có mưa và nhiệt độ giảm nên quý vị đừng quên mang theo áo ấm khi đi ra đường. Đồng thời, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, tập luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng, giúp cho cơ thể được cung cấp nhiệt lượng từ bên trong. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai 12 tháng 12. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!